là một trong những cái dạng thức ngâm cổ điển nhất và cơ bản nhất, và nó thể hiện được tất cả các cái hồn cốt của ca trù, bởi vì ngâm nó cũng chiếm một vị trí rất quan trọng trong nghệ thuật ca trù, tương tự như hát nói. Và gần như trong tất cả các cái thể cách cổ điển của ca trù, dù là cái thể cách mà có thể tồn tại 200, 350 năm từ thời Lê, thì đều có dấp dáng của một cái dạng ngâm nào đó. Và ngay sau đây thì xin được mời quý vị cùng thưởng thức thể cách ngâm cổ thi, một bài thơ đường 8 câu qua phần thể hiện của nghệ nhân ưu tú Vân Mai, kép đàn là nghệ nhân ưu tú Văn Trúc. Một ngọn dễ biết xuân đâu